Chào mừng quý vị đang đến với đêm chung kết 1 của cuộc thi Chinh phục thần tượng mùa 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với ZTudio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và trải qua các vòng thi từ đơn ca đến song ca. Hôm nay, 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào tranh tài của vòng chung kết xếp hạng. Đó là Dương Huệ của bảng 1, Sương Sương của bảng 2, Hy Lư của bảng 3 và Ngọc Châu của bảng 4. Cả 4 thí sinh nữ của chúng ta sẽ cùng tranh tài ở 2 đêm thi. Đêm thi chung kết 1 là phần thi đơn ca. Và đêm thi chung kết 2, các thí sinh sẽ biểu diễn với sự hỗ trợ của các thần tượng. Và trước khi cùng thưởng thức những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng gặp lại 4 thần tượng, 4 ca sĩ chủ đề đã đi cùng với các thí sinh của mình tới vòng chung kết hôm nay. Đó là ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Lâm Vũ và ca sĩ Thùy Trang. Xin mời! Xin được chào đón 4 ca sĩ chủ đề đã đến với vòng chung kết 1 hôm nay. Xin mời các anh chị về với vị trí của mình ạ. Và bây giờ đã tới lúc chúng ta cùng chào đón 2 vị giám khảo quyền lực của vòng thi chung kết. Họ cũng chính là 2 người giám khảo đã theo sát các thí sinh qua suốt 4 đêm thi của vòng song ca. Và trong không khí mùa xuân này, khi mà ngày Tết đã đến rất gần thì chúng ta sẽ cùng chào đón danh ca Thái Châu và danh ca Ngọc Ánh qua một nhạc phẩm đầy sắc xuân, đó là bài Cánh thiệp đầu xuân. Thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm lạt tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước nguyện sao trắng thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước nguyện sao trong thành
rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi. Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Hai giám khảo vô cùng quyền lực của chúng ta ngày hôm nay rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp nè. Xin mời anh chị thần tượng của rất rất là nhiều người về với vị trí giám khảo quyền lực của mình ạ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, đã đến lúc những cuộc tranh tài của vòng chung kết bắt đầu. Trong cả hai đêm thi chung kết 1 và 2, sẽ chỉ có hai giám khảo quyền lực là danh ca Thái Châu và danh ca Ngọc Ánh cho điểm các phần thi. Kết quả chung cuộc sẽ dựa trên tổng điểm số của cả hai phần thi của các thí sinh. Thưa quý vị, mở đầu cho vòng chung kết 1 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại thí sinh xuất sắc đã vượt qua nhiều thí sinh vô cùng mạnh ở bảng 2 để bước vào đêm chung kết hôm nay. Một cô gái có giọng hát đầy nội lực và có thế mạnh đặc biệt trong những bản mang âm hưởng dân ca. Chúng ta sẽ cùng chào đón phần biểu diễn của thí sinh Sương Sương. Yeah.
bát ngàn sinh sôi, là hồn thiêng sông núi ngàn năm. Tiếng thuyền là bài thơ câu ca dao tục ngân, là tứ thân bạc ba áo dài, là nét đẹp cô một không hai. Tiếng viên ở quê tôi mô tê răng rương, nơi quê anh đâu kia sao vậy, thật phong phú vùng miền quê hương. Tiếng Việt mấy ngàn năm, thường biết mấy là hồn Việt người Việt. Sắc sắc thề ngang hỏi ngã năng, sắc sắc huyền ngang hỏi ngã năng, sắc sắc huyền ngang hỏi ngã năng, sắc sắc huyền ngang hỏi ngã năng. Nhẹ nhàng dư dàng sự cảm ơn Sương đã làm rất tốt hôm nay. Khi mà em được vào cái vòng này là một cái sự đấu kịch liệt, và nếu như mà bữa đó em không thuyết phục được mọi người ở cái sự đa màu của em thì để được vô đây là cũng là một cái chuyện khó. Cho nên ở vòng này anh phải có nhiệm vụ là làm cho em khác hoàn toàn để chinh phục hai vị khó tính ở đây. Và hôm nay thì em đã làm tuyệt vời, không có gì gì cả. Bây giờ không có nói gì nữa, chỉ khen thôi à. Bài này hay quá chừng luôn. Em phải cảm ơn anh Quốc Đại đã đầu tư cho em một cái tiết mục thật là hoành tráng. Phải nói là chị Trang coi Trang choáng ngợp luôn, không chê vào đâu được hết. Chỉ nói nhiêu đó thôi là Đại đủ hiểu rồi ha. Chúc mừng em. Dạ, anh Lâm Vũ, anh có hoàn toàn hài lòng và hoàn toàn đồng ý với chị Thùy Trang không ạ? Cái bài này là một cái bài mà biểu diễn thì rất là tốt, nó có nhiều đất diễn. Phần nhìn của bài này thì anh tuyệt đối 10 trên 10. Và giọng em có một cái giọng trầm rất là tốt. Hy vọng rằng em phát huy những cái ưu điểm của mình trong những cái bước đường sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng Sương Sương và chúc mừng anh Quốc Đại. Bởi vì hai người đã chọn một bài hát cực kỳ là hay. Phải chọn những bài hát này thì mới là những bài hát để đi thi. Và cộng với cái giọng hát rất là nội lực của Sương Sương, từ độ trầm cho đến độ cao rất là sáng, và độ trầm thì rất là rõ. Một cái tiết mục được đầu tư rất là hoành tráng, một cái màu vàng, cái là cái màu gọi là màu quán quân. Đó, thì anh nghĩ rằng là chắc chắn là em sẽ tiến xa hơn nữa trong cái chương trình chinh phục thần tượng này, và cũng như là chinh phục được khán giả nhiều hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cái sức nặng nhất cho hai vị giám khảo quyền lực ngày hôm nay. Trước hết là tôi có những cái lời cảm kích đến các vị đội trưởng đã chọn những cái bài hát thật là giá trị cho cái vòng chung kết. Và những sự dàn dựng như thế này, hoành tráng như thế này, nghĩa là từ trang phục là đẹp quá, rồi hòa âm bài hát này cũng rất là hay, rất là hay, rất là kịch tính. Và em hát em lên những cái nốt cao cũng tốt, rồi có cái nốt thấp rất là đẹp ha, rồi tròn trịa. Tổng thể cái bài hát là em làm rất là hay, hát rất là tốt. Cứ như thế này để phát triển trong cái nghề nghiệp tương lai. Chúc mừng em. Dàn dựng, hoành tráng, bắt mắt, đẹp. Và bản thân em cũng rất đẹp và tỏa sáng trên sân khấu, cùng với một cái bài phối rất là hay. Nhưng mà về cái bài hát này thì chị thấy nó cũng mang một cái chất
hơi giống của vòng trước. Đó là cái chất của em. Chị hy vọng rằng cái vòng sau em sẽ hát một cái bài khác với một cái màu sắc khác. Vì là cái bài hát khó và cũng cùng phù hợp với cái chất giọng của em nên em thể hiện nó rất hay. Mà cái màu thì chưa thấy, chưa phải là một cái màu khác mà chị đang mong chờ. Vòng sau em nhớ mới dùng anh nha không? Chúc mừng Sương Sương nha. Sau phần mở màn của thí sinh đại diện bảng 2, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng 1 thưa quý vị. Và hôm nay cô sẽ mang tới vòng chung kết 1 một ca khúc vô cùng nổi tiếng, đó là ca khúc Hồ Trên Núi. Và cùng chào đón phần biểu diễn của thí sinh Dương Huệ.
trèo ta ơi, ai đắp đắp ai phá nuôi cho hồ nước đầy, là mặt gương soi non xanh mà nước biếc. Ôi ơ hoan nhật mái treo, tự là hoan nhật mái treo. Ôi ơ nhìn bóng chiều in ngân nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi. Khi mà Dung Huệ biểu diễn là ở dưới này Quang Hà run hơn là khi mình đang hát trên sân khấu, bởi có lẽ là Hà đặt quá nhiều kỳ vọng và quá nhiều hy vọng vào và Dung Huệ trong tiết mục này. Nhưng mà đúng như những gì mà Hà mong muốn, đó là một cái lễ hội trên sân khấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp Dung Huệ tỏa sáng trong đêm nay. Thật sự cái âm hưởng của ca khúc này á, là nó làm cho tao một cái sự hùng hồn. Mà em hát thì anh có một cái sự giống như là nó nhẹ nhàng, nghe nó vút bay giống như một cô sương nữ líu lo trên núi. Em đang dàn dựng một cái tiết mục như thế, nếu như mà thật sự mà em truyền tải được cái ca khúc này nó có một cái sự hùng hồn một tí thì anh nghĩ là rất tuyệt vời. Sắc vóc em có, biểu diễn tốt, sáng sân khấu, chắc chắn là một ca sĩ ngôi sao trong tương lai. Anh chúc mừng em đã hoàn thành cái ca khúc, cảm ơn em rất là nhiều. Lần đầu tiên khen là hòa âm rất là hay cái bài hát này. Dạ, quá hay. Và cộng thêm là cái sắc vóc của em nữa, lời ca tiếng hát của em hòa quyện vô rồi, thế đó là bài hát này chị Trang cũng rất là thích. Chúc mừng em. Xem bài này anh nhớ ngày xưa anh cũng thi, lúc mà làm thời sinh viên cũng đi thi bài này. Yeah. Mà không có được sướng như vậy. Yeah. Thật sự một bản phối hoàn hảo và rất mới, dân gian nhưng mà rất mới, tạo cho người xem, người nghe một cái cảm giác rất là tươi mới. Và hôm nay anh có một cái cảm nhận khác với anh Lâm Vũ. Anh Lâm Vũ muốn bài này hùng hồn nhưng mà anh thích cái bản dựng này. Nó phải hợp với lại cái bản hòa âm mới và cái cách hát lúng liếng cái đoạn đầu của em, nó cũng gây cho anh một cái cảm xúc rất là mới mẻ ở ca khúc này. Anh trân trọng cái điều mà một ca sĩ luôn luôn muốn làm một ca khúc đã quá quen thuộc trở thành một cái phiên bản riêng của bản thân mình. Chúc mừng em và Quang Hà. Hai vị giám khảo quyền lực, xin mời anh chị phân định đoạt. Hôm nay thì đây là một phiên bản của em. Chị thấy rằng em có một cái chất giọng và cái kiểu giọng của em là hát cái loại nhạc này nó rất là hợp. Nhưng mà cái cách thể hiện của em, chị cũng đồng ý với Lâm Vũ. Có nghĩa là phần đầu em lúng liếng và em luyến lấy cũng như ngân nga rất là khoan thai, dễ thương. Đúng ý anh Quốc Đại. Nhưng phần sau, điệp khúc lên, nhạc nó đã quá hùng hồn như thế. Nhưng em vẫn cứ hát nhẹ nhàng. Và chị thấy em đang dừng lại ở mức dễ thương. Cái phần kết của em là làm chị ngạc nhiên là ở chỗ em lên cao rất là cao ở khúc đuôi đó. Quang 8. Thì coi như cái đó là một cái điểm cộng của em. Thì khúc giữa em chưa chinh phục được chị. Chị cảm thấy chưa đã. Cái sự dàn dựng quá là tuyệt vời. Đúng là một cái lễ hội. Chị phải nói là cái phiên bản đẹp nhất từ trước đến nay mà chị thấy trong cái tiết mục Hồ Trên Núi như thế này. Cái ưu điểm của bài hát nè. Thứ nhất, ca sĩ trang phục rất là đẹp.
rất là hợp với cái bài hát. Hòa âm phối khí cũng mới mẻ, rất là kịch tính. Đoạn giữa cao trào như thế nào đó là mình phải theo cái kịch tính của cái người hòa âm. Em thêm vào cái phần đó chút xíu nha, là sẽ là tuyệt vời cái bài hát. Thì anh thấy như thế này nó hơi cao cho em không? Cái tông của cái bài hát này nhiều khi mình lên nó còn hơi bị ráng, nó chưa có đẹp, xuống chút xíu để cho nó đẹp đẽ, cho nó vừa vặn nha. Chúc mừng em, Quang Hà thương em lắm đấy nha. Cảm ơn em. Chúc mừng em ngày hôm nay nha. Và thí sinh tiếp sau đây sẽ đến từ một bảng thi vô cùng đặc biệt thưa quý vị. Bảng thi mà các ca sĩ chủ đề toàn là nam thôi. Đây cũng là bảng thi cạnh tranh vô cùng dữ dội. Nữ thí sinh đại diện cho bảng 3 sẽ mang tới một liên khúc gồm hai bài hát vô cùng nổi tiếng về mùa thu, Đâu Phải Bởi Mùa Thu và Mùa Thu Chết. Điều bất ngờ nào đang chờ đợi tất cả chúng ta? Hãy cùng chào đón phần biểu diễn của thí sinh Thi Lư. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Em ru rằng lời ru cho đã nuôi tận nguyện vết sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho. Nơi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa. Trên cõi đời này, trên cõi đời này, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Hôm nay cảm ơn Thi Lư. Hai ca khúc này rất hay và rất có đất dụng võ trong các cuộc thi. Cái quãng rất rộng, cao là cao quá, thấp thì thấp quá. Và hôm nay anh cảm ơn em đã làm rất là tròn những cái gì mà anh em mình đã đặt ra. Chúc mừng em đã có một cái phần trình diễn rất là tốt. Và nhưng mà tại vì em chưa hát ra đúng cái thần của bài. Tự nhiên cái câu mà câu hát nên bông tắt nửa chừng, em không có tắt, không có đoạn nào em tắt nửa chừng. Em toàn hát tới không à. Hát tới luôn, ở dưới này vỗ tay rầm rầm. Chưa ra, mình phải có một cái đoạn là mình phải tắt giữa chừng thì mới hợp. Chữ gì không? Chữ gì? Đúng tinh thần bài hát chị. Tinh thần đúng tinh thần bài hát không? Bông tách nửa. Đó, chứ em hát tới câu nào cũng hát tới rồi. Không có gì chê bực mình. Người đội trưởng quốc đại này có tâm ghê không ơi. Chắc là mới vô em còn hơi khớp, cho nên là cái đầu bài vô em hơi bị chao chút xíu. Rồi em lấy lại bình tĩnh, rồi em hát rất là tốt. Cái phần lên cao của em rất đẹp. Em chỉ cần luyện cái quãng thấp của em cho nó đầy chút xíu nữa là em sẽ tỏa sáng hơn nữa. Chúc mừng tiết mục của em. Theo cái ý của chị Thùy Trang thì anh có chia sẻ một chút xíu, đó là khi những cái nốt đầu tiên hoặc buổi quay đầu tiên ấy, em ru gì lời ru cho đá núi, em hát gọn lại chút xíu và em hát khẽ khàng làm chút xíu nữa, thì tất cả những cái phần sau em bật lên, hai cái trạng thái nó khác nhau và khi đó em sẽ có đầy đủ cái nội lực để em có thể làm tốt hơn nữa cái phần sau. Em có một giọng hát cực kỳ nội lực và cực kỳ khỏe. Cái khỏe đó là cái ưu điểm nhưng nó cũng là cái khuyết điểm của mình. Tinh tế một chút xíu cái đoạn với câu hát ngân lên khẽ thôi, mình cần có những cái khoảng lắng lại, đó mới là cái mà để cho người ta sởn cái ốc và người ta xúc động. Dạ, bây giờ thì xin mời anh Thái Châu sẽ chia sẻ cảm nhận của mình ạ. Chia sẻ của Quang Hà cũng rất là đúng, là như thế này, trong một cái mỗi một bài hát thì chúng ta phải thông minh, tinh tế, phân phối cái cảm mình nó hợp tình hợp lý. Hôm nay em hát rất là tốt, em có cái giọng hát nội lực rất là đẹp. Hai bài mùa thu này bài nào cũng hay hết. Có một cái như thế này nè, mình cái cách hòa âm như thế này đó, nó chuyển tông đột ngột thì làm cho cái người khán giả họ nghe họ bỡ ngỡ. Cái này rất là khó mà em làm được điều này thì anh cũng rất là cảm kích, rất là phục em. Cảm ơn em giữ vững mãi cái giọng hát như thế này nha. Và xin được mời những chia sẻ của danh ca Ngọc Ánh. Trước hết là chị khen giọng hát của em. Giọng hát về nội lực và cách xử lý. Ở đây, hai cái bài này phải nói là rất là hay, rất là kinh điển, nhưng nó lại không ăn với nhau về cái chất nhạc, dù là nó một tông. Và ở đây, cách các bạn hòa âm, bài này hát chưa tới một câu là đã đổi qua bài khác. Chính vì vậy mà anh Thái Châu nói rằng là nghe, khán giả nghe bị phân tâm, thì cái đó là một cái sự rối rắm trong cái cách mà hòa âm. Và chính vì vậy mà cái cảm xúc nó bị cắt ra. Nhưng ở đây, nó hay ở chỗ là em làm được. Và em hát được thì em thiệt là giỏi. Cách xử lý em từng câu một rất hay. Giọng hát em mạnh mẽ, chị rất là thích luôn. Những cái đoạn em lên cao tuyệt vời. Chúc mừng em và mong rằng em sẽ rút kinh nghiệm để sau này em sẽ tỏa sáng và hát hay hơn nữa. Một lần nữa chúc mừng Thi Lư. Thưa quý vị, thí sinh cuối cùng, đây là thí sinh đại diện cho bảng 4. Vâng, đó chính là thí sinh đã lấy được nhiều tình cảm và cả nước mắt của các ca sĩ chủ đề để hôm nay có mặt trong đêm chung kết này. Một tiết mục mà Vũ Mạnh Cường tin chắc là vô cùng đẹp và vô cùng thích hợp để khép lại đêm chung kết một hôm nay ạ. Một bài hát ca ngợi vẻ đẹp tinh hoa của đất nước chúng ta, hát từ cội nguồn. Và phần biểu diễn của thí sinh Ngọc Châu. Bãi lúa nương dâu nên làng nên
mà nên đi điệu trèo. Trong trèo vui tươi, những nước ấy lại còn giữ nước gì giống nồi đào ly nghi nhân theo nguyên trái trung kiên. Theo gương thua trước mà nên ca chu nên điệu hát văn nhi. Lịch sử từ Quang Trung đại nghĩa vô sùng, hơi Bắc hơi Nam như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc Nam xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy đây thì Trang xem được em biểu diễn thì chị ngồi đây chị rất là đã và rất là xúc động. Em đã hết mình với cái bài hát này. Dạ. Quá là một khi sự thử thách cho Ngọc Châu. Anh nghĩ là một cái tiết mục này á phải đòi hỏi những người ca sĩ có trải nghiệm về nghề nghiệp của mình nhiều lắm. Thì theo anh thấy đó, cái phần đầu em hát vào đó nó cũng còn chưa có chắc chắn. Thì về sau á, chắc là càng thấm thì hát nó có phần chắc chắn rõ nét hơn. Và cái cách diễn của em cũng vậy, nhờ cái sự dàn dựng của đạo diễn và các em minh họa cho em thì có thêm một cái động lực cho em nhập vào cái vai của mình để mà thể hiện cái bài hát này. Cảm ơn em rất nhiều và anh nghĩ từ đây vì cái bài hát này em sẽ có một cái hành trang tốt cho cái nghề nghiệp ca hát của em. Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều. Đây là một ca khúc mà anh rất là thích. Anh cảm thấy hơi bị phục bởi vì em đã dám hát ca khúc này. Từ cái đoạn mà như cánh cò lướt giữa tầng mây là lúc đó hoàn toàn em tự tin. Từ đó về sau, cái khúc sau của em rất hay. Chúc mừng em. Anh rất bất ngờ bởi cái tài năng của Ngọc Châu. Cái thần thái của em thì anh nghĩ là em đã trọn vẹn rồi. Vì đây là một bài hát cực kỳ khó và nó là một cái áo rất là lớn. Một cái người thí sinh mà dám mang một cái bài hát rất là khó lên sân khấu
để mà thể hiện và có một cái thần thái rất là khí phách như vậy. Xin chúc mừng Ngọc Châu và xin chúc mừng chị Thùy Trang. Thật sự bài này giống như các cô chú anh chị thì không đơn giản tí nào. Nhưng mà anh rất là thích cái thần thái biểu diễn cái ca khúc này của em, giống như một nữ tướng ra trận, mà anh thích nhất là cái đoạn cuối đó, rất là thần thái. Cho nên là mọi cái thử thách đều là trước mắt thôi. Anh chúc em ca khúc này cùng chị Thùy Trang. Em có một cái sự tự tin để em bước ra sân khấu với cái thần thái như Lâm Vũ nói, tức là rất là mạnh mẽ. Em tự tin về khả năng của Châu. Mọi người ai cũng thấy là em có thể hát được ở những nốt cao, thấp và ngân nga, luyến lấy. Như cái bài này á, những cái câu và những cái phần chia điệu của nó ra, thế như Bắc, Trung và Nam, nó hơi bị ngắn. Và khi cái bài nó như vậy thì em sẽ bị rất là khó để thể hiện. Nhưng ở đây là cái tinh thần của em và cái sự quyết tâm vượt khó của em. Chị hy vọng rằng sau đây em sẽ nhuần nhuyễn và em thấm, để mà em hát từng đoạn nó ăn liền với nhau, để có thể chinh phục được cái cảm xúc của người nghe. Nhưng ở đây về tổng thể, về thần thái, về biểu diễn, dàn dựng quá tuyệt vời. Chị chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của hai vị giám khảo và các ca sĩ chủ đề. Chúc mừng Ngọc Châu. Thưa quý vị, sau 4 phần thi của đêm chung kết 1, số điểm của hai giám khảo danh ca Thái Châu và danh ca Ngọc Ánh đưa ra thì thứ tự của 4 thí sinh đang là... Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn có một đêm chung kết 2 nữa với các phần biểu diễn song ca của 4 thí sinh với 4 ca sĩ chủ đề. Ai sẽ giành được vị trí cao nhất của chinh phục thần tượng mùa thứ 2? Chúng ta sẽ cùng được biết sau một tuần nữa. Chương trình Chinh phục thần tượng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với ZTV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xin phép chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau. Thần tượng, đêm chung kết vẫn phải diễn ra tưng bừng và rực rỡ để sẵn sàng cho đêm chung kết 2 thực sự bùng nổ. Khi cả 4 thí sinh đều là 4 nữ ca sĩ trẻ sẽ cùng song ca với thần tượng của mình để giành ngôi vị quán quân chinh phục thần tượng mùa thứ 2. Sương Sương và Quốc Đại, Dương Huệ và Quang Hà, Thi Lư và Lâm Vũ, Ngọc Châu và Thùy Trang. Cặp đôi thần tượng thí sinh nào sẽ mang tới màn trình diễn hay nhất và ai sẽ đăng quang quán quân? Ôi bao nhiêu ai ơi mùa mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa. Đêm trôi vơi gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hơi hò. Đón xem đêm chung kết 2 chinh phục thần tượng mùa 2 lúc 21 giờ thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.